Chào hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mời hai em giới thiệu về mình. Đầu tiên thì cho phép mà em xin được gửi lời chào đến cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận ạ. Và xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay thì rất là vui khi vợ chồng cháu có mặt tại chương trình Vợ Chồng Son. Cháu là Ngọc Ánh và chồng cháu là Trần Phong Phú đã bay từ Hà Nội vào đây để tham gia chương trình trong ngày hôm nay ạ. Nhớ tay cái bạn ơi. Anh năm nay bao nhiêu tuổi và công việc của anh là gì? Dạ, năm nay thì cháu 30 năm tuổi ạ. Hiện tại thì cháu đang làm kinh doanh trong lĩnh vực dược mỹ phẩm ạ. 35 tuổi là nhỏ hơn tôi có 4 tuổi thôi đó. Tôi có 39 thôi. Em ghét số 4 lắm. 10 năm sau là chú được 54. Nhảy cốc lên số 5 luôn. Rồi. Bây giờ tới hoàng tử nè. Cháu tên là Trần Phong Phú ạ. Cháu năm nay 33 tuổi ạ. Phú làm ngành nào? Cháu đang làm về kinh doanh về dược phẩm ạ. Quá hay quá, hai chồng quá giỏi. Giàu lắm. Rồi bây giờ quay ngược thời gian lại. Lần đầu tiên gặp nhau ra sao và ấn tượng gì về nhau? Dạ thì trước đây là hai vợ chồng cháu có tham gia một cái hội đi về xe ô tô Kia. Cách đây là từ 2016. Thì có vô tình hôm ấy đi cà phê thì gặp nhau. Ngay đầu tiên gặp thì cháu rất ấn tượng vợ. Quá ấn tượng đi, cô mà muốn chết đây này, nó xinh như công chúa vậy. Thế là như người khác thì sẽ chọn một chỗ cà phê nào đấy, nó ở một bàn cà phê hoặc cái góc cà phê ngồi xa khác, nhưng mà cháu sẽ là chọn ngay vị trí ngồi cạnh vợ cháu luôn. Không được phóng vô luôn chứ. Sức hút quá lớn. Chứ đó. Sao? Rồi sao nào? Tiếp nào? Xong sau đó thì cháu có làm quen và xin số điện thoại thì mới phát hiện ra là vợ cháu hơn cháu 2 tuổi. Tôi không biết là miền Bắc như thế nào, nhưng mà miền Nam chúng tôi có một câu như thế này là nhất trai lớn một, nhì gái lớn hai là giàu lắm. Nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một, nó vô cái văn hơn. Vậy đi, nó nhưng mà trong đây nghe là như vậy rất tốt đó nha. Ngoài Bắc là cái việc mà con gái lớn hơn á là các cụ là không có tâm đắc mấy đâu đúng không? Dạ đúng rồi. Là không, lúc ấy cháu không kiềm hãm nổi lên lên đã gọi bằng chị khoảng một thời gian đầu. Chính thức yêu nhau thì mới là chuyển sang anh em, còn lúc đầu là chị em. Hàng ngày đưa chị đi làm, đón chị đi cà phê. Vẫn là chị em. Phía của cô ấy. Rồi bây giờ lần đầu tiên gặp Phú thì như thế nào? Thực ra lần đầu tiên mà cháu gặp chồng ấy thì không có ấn tượng nhiều, không có ấn tượng nhiều. Ngoài việc là chồng cháu khá gầy, khá đen, mà mặt thì rất là nhiều mụn. Trời ơi, lúc bụng mới vậy thì hay gì mà sao mà cháu rất là gầy, cháu có 53-54 cân thôi ạ. Bây giờ cháu hơn ngày xưa khoảng tầm 15-16 cân. Và hồi đấy là trong cái tưởng tượng của cháu ấy là lấy chồng thì phải lấy anh cao 1m8 để cho con mình nó được nhờ được lai giống. Và phải, cháu sợ nhất là những người nào mà mụn, tớ mẹ ám ảnh về cái điều đó. Thế thì khi mà gặp thì đầu tiên là chưa có ấn tượng nhiều, chỉ thấy là chồng trong một cái hội chơi với nhau, thì hồi đấy cháu làm cho vay tín dụng ở ngân hàng. Thế thì chơi trong hội ô tô để cho vay rồi là phù hợp cho công việc ấy. Thế thì khi mà chồng cháu lại nhảy sấn vào nói chuyện mà đi ăn uống thì là cứ che ô cho mình. Thế mình cũng ấn tượng đầu tiên là cái bạn này rất là nhiệt tình và nó, các bạn ấy nhỏ hơn mình. Vì bạn ấy nhỏ tuổi hơn mình nên mình cũng không có để ý nhiều. Thế sau một vài lần thì thấy bạn ấy cứ đưa đập đón rồi là đi cà phê và bạn ấy không có nói gì cả, ít nói lắm, cứ gặp là đưa đi đón về, không có nói gì cả, thể hiện thôi. Và đúng rồi ạ. Sau một thời gian khoảng 2 lần cà phê nhỉ, thì bắt đầu là chồng cháu mới ngỏ lời yêu. Thì thực ra không có nến, không có hoa, không có gì cả. Cháu có nói với chồng là bây giờ chị già rồi, bây giờ chị yêu để cưới chứ chị không yêu để đấy. Tỏ tình như là vẫn là kêu là chị và xứng em đúng không? Dạ vâng. Thế thì khi đó thì chồng cháu thì cũng bảo là em là xác định đàng hoàng. Thế sau đấy là mời về nhà gặp bố mẹ, rồi sau đó là đưa về quê để gặp ông bà. Sau đấy thì mới chính thức là hẹn hò và yêu. Thì lúc đầu thì đúng là gọi bằng anh thì rất là ngượng miệng. Bởi vì chồng cháu thì bằng tuổi em út là cháu. Có bị ngại là khi mà biết bạn này nhỏ tuổi hơn mình không? Thực ra là ở Bắc ấy, thì có một cái định kiến rất là khó về cái việc mà lấy chồng kém tuổi. Bởi vì tâm lý là từ bé lớn luôn thì mọi người luôn nói là phải lấy chồng hơn nhiều tuổi để mà thứ nhất là chênh lệch cái độ tuổi tác thì đàn ông sẽ chiều phụ nữ hơn. Thứ hai là phụ nữ thì sau khi sinh nở thì sẽ bị già. Thế là cái chàng rào cản cái đấy rất là khó. Thế tức là trong cái suy nghĩ của cháu ấy là chưa bao giờ cháu nghĩ là lấy chồng hơn tuổi. Chứ đừng nói là đến chuyện là yêu còn chưa nghĩ đến chứ đừng nói là lấy á. Thế thì lúc đấy thì mình cũng băn khoăn rất là nhiều. Nhưng mà chồng cháu thì lại cho cháu một cái cảm giác đó là bình yên và an tâm. Tức là lúc đấy thì cháu sẽ không nghĩ nhiều. Và khi mà mọi người cứ hỏi là tại sao những cái người khác ấy có điều kiện rồi là giàu có rồi cũng như hơn tuổi có thể lo cho mình về cuộc sống mà mình lại không quyết định yêu mà cưới. Lại cưới chồng cháu một người mà chưa có gì cả. Và rất là khó khăn ấy. Và lại cũng không có đẹp trai, không phải là hình mẫu của cháu. Thì cháu thì hay trêu với mọi người rằng là thực ra thì gần 30 tuổi rồi có người hỏi thì cứ Khi mà cưới nhau ấy thì có một cái tư tưởng chung, đấy là hai vợ chồng quyết định là sẽ khởi nghiệp.
Trước đây thì cháu có làm ngân hàng 6 năm. À, nhưng mà quê xa thì ở dưới Hà Nội thì vẫn phải ở trọ và cứ cuộc sống cơm áo gạo tiền cảm thấy nó rất là vất vả. Thế khi lấy chồng thì chồng cháu cũng tâm sự rất thật là anh rất là khó khăn bởi vì anh làm ăn là chỉ có lỗ thôi chứ chưa có gì cả, nhà chưa có mọi thứ chưa có. Cháu bảo với chồng cháu là thôi, chỉ cần hai vợ chồng yêu nhau thôi, còn mọi thứ thì bàn tay mình làm lên hết. Cháu muốn là làm kinh doanh giống chồng. Thì chồng bảo là thôi vợ thích thì vợ cứ làm. Và khi đó cháu quyết định bỏ ngân hàng thì lúc đó mức lương của cháu rất là cao rồi. Thời điểm đó cũng gần 30 triệu, cộng với cả mình cũng lên một vị trí quản lý giám đốc rồi. Thế thì khi mình bỏ thì tất cả mọi người đều ngăn cản và bảo mình bị hâm. Tức là mình lấy chồng và nhiều tuổi rồi thì mình phải sinh con. Thế khi đó thì duy nhất có một mình chồng cháu ủng hộ thôi ạ. Đó là vợ thích làm gì thì vợ cứ làm đi. Thế thì khi đó thì đúng hai vợ chồng thì rất là khó. Hai vợ chồng thì đi ở trọ. Đi ở trọ và khó khăn đến mức mà ở trên ở ngoài miền Bắc thì có cái của hồi môn ấy ạ. Nó là vòng rồi kiềng rồi nhẫn. Thế thì khi mà cưới xong thì có nghe ngày hôm trước cưới thôi, ngày hôm sau thì là hai vợ chồng đã phải mang bán tất cả những cái thứ đó để gọi là trang trải cho cuộc sống với lại để có vốn làm ăn ở trong Nam á. Cưới từ tháng 11 cơ ạ. Thế mùng 5 tháng 1 thì bắt đầu thấy người nó cứ bị kiểu mệt thì vốn dĩ là cháu bị huyết áp thấp. Thế thì cháu mới đi khám thì bác sĩ báo là có bầu được 5 tuần. Thì lúc đó thì hai vợ chồng bảo là tại vì mới mở công ty thì vợ phải đi lại nhiều á thì cũng sẽ khó khăn. Thế nhưng mà hai vợ chồng bảo thôi con cái trời cho thì có bầu thì đẻ thôi. Những lúc khó khăn nhất thì mình không có rời xa nhau. Và cháu cũng vẫn nói với chồng cháu là chỉ sống không có tiền phải lo tiền từng tháng. Rồi khi mà mình mở công ty rồi lương nhân viên rồi rất là nhiều những chi phí á thì hai vợ chồng chỉ nói với nhau rằng là thôi cố gắng lên vợ ạ, cố gắng lên chồng ạ, sắp giàu rồi. Sắp giàu rồi. Thì khi cháu mang bầu thì cháu tăng lên 94 cân. Tại vì là sợ bị tiểu đường thai kỳ nên cứ 2-3 ngày là mình lại phải đi xét nghiệm siêu âm, mình phải kiểm tra rất là nhiều. Nên là cái việc khó khăn rồi, xong cộng với việc là mình có bầu, mình lại phải chi phí liên quan đến cái việc mà sinh em bé các thứ ấy. Khi mà hai vợ chồng đi viện sinh con vẫn còn phải đi mượn tiền. Thế thì khi mà sinh xong thì cháu bị hội chứng sau sinh ạ. Tức là hai cái cổ tay này của mình nó không có cầm được một cái đồ gì cả. Mình không được bế con và lúc sinh xong thì cháu cứ nghĩ rằng là mình tăng cân là do mình sinh con, mình có bầu. Khi mình sinh xong là mình sẽ gầy. Nhưng mà thực ra thì không có phải, sinh xong thì vẫn còn 73 cân ạ. Thế mình thì đã già hơn rồi, xong mình lại bị béo, xong là mình lại bụng thì rất là to. Thì ai cũng cứ hỏi bao giờ đẻ, nó khiến cho mình lại càng cảm giác tự ti hơn. Rồi thậm chí con mình không có được bế. Cứ bế là rơi con à, thì là cứ phải có cổ tay đúng không, cổ tay để mà đau tay cổ tay đấy. Cứ mỗi ngày là chồng phải chở cháu là sang bên viện y học cổ truyền để điều trị, nhưng không có được uống thuốc bởi vì cho con bú. Thế thì điều trị mất 20 ngày liên tục là không có, tức là không có đỡ, không có khỏi. Thế cuối cùng bác sĩ quyết định là phải sang bệnh viện Bạch Mai, phải đi tiêm. Cứ khoảng 3 tháng một lần là cháu lại bị tái. Cháu kinh doanh thì hồi đấy là sau sinh thì cháu đã live stream bán hàng. Rồi cháu đã đến khoảng hơn 2 tháng cháu đã đến làm việc ở tại văn phòng các thứ ạ. Rồi cái điều gì mà giúp cho em coi như bình phục lại và có thể có nhất là giảm cân và trở được cái vóc dáng như thế này? Cái động lực lớn nhất đầu tiên đó là liên quan đến sức khỏe. Mình quyết tâm mà mình nghĩ rằng là công việc của mình đặc thù là mình liên quan đến lĩnh vực làm đẹp mà mình xấu là không có ai tin rồi. Rồi cái tay này thì là như thế nào? Cái tay này thì cháu vẫn gọi là cái này là bệnh được lười. Thì ngoài cho con bú là cháu không có làm một cái gì liên quan đến việc này. Làm hết. Rồi ạ. Bây giờ cũng vậy đúng không? Bây giờ cũng vậy luôn ạ. Vâng. Tức là cái lúc mà khó khăn nhất. Vâng. Phú cảm thấy nó bị bế tắc và muốn từ bỏ và những lúc mà Phú tuyệt vọng như vậy á, tuyệt vọng á. Tuyệt vọng như vậy thì Phú có thể hiện ra cho vợ biết hay không? Thực ra thì có nhiều lúc cháu tuyệt vọng ấy. Thời điểm mà cháu mà mới sinh con được vài tháng vay mượn rất là nhiều. Bản thân cháu thì đang ở trọ vay mượn, vợ thì đau tay, con thì nhỏ hay ốm, thằng bé cháu ngày xưa nó quấy lắm, đêm nó thức cả đêm ạ. Cháu đi làm về mà cháu sẽ bế con đến khoảng từ tối cho đến khoảng 3-4 giờ sáng. Thì lúc đó thì cháu cũng nghĩ là cố gắng. Cháu sẽ trông đến khoảng 3-4 giờ sáng, cháu mệt quá cháu sẽ gọi vợ hộ anh khoảng 2-3 tiếng. Nhưng mà vợ thì đâu có ẵm được đâu. Thì lúc đấy là vợ cũng đau lắm, nhưng có khi vợ cháu nhiều hôm phải cố để mà cùng nhau một tí. Hoặc là khi mà chú bế thì mình sẽ dùng cái lực phần tay này hơn ấy. Thì vợ cháu sẽ cố được một tí.
Thế như vậy có nghĩa là bạn chồng á là không có một cái tật xấu gì luôn đúng không? Trong mắt con. Chị ơi em định nói luôn á chị. Thì cái tật xấu đầu tiên mà cảm thấy rất là khó chịu đấy là chồng cháu rất là hay vứt tất lung tung ạ. Bừa bộn. Có những đứa nó không bừa bộn mà nó chỉ có thích vứt tất thôi em ơi. Mà cứ hay giấu tất, hay giấu tất ấy, cứ ví dụ rúi ở gầm bàn, gầm giường hay là rúi ở sofa ấy, tức là chỗ nào cũng thấy ạ. Và ở thậm chí ở trên công ty ấy. Thế đến lúc mình có khách tiếp khách ạ, tự nhiên nhìn thấy cái đôi tất nó rất là mất thiện cảm. Sau đấy thì cháu cũng đã góp ý, tức là cháu thì có đặc điểm là cháu không nói nhiều. Kể cả thậm chí chồng cháu có một đặc điểm nữa là chồng cháu được đấy là công việc là hay đi nhậu. Cháu không bao giờ phàn nàn, không bao giờ kêu ca, không bao giờ trách móc, thậm chí là mất điện thoại, mất ví, mất giấy tờ và bảo là anh đi hát karaoke xong là anh ngủ quên trên xe anh mất. Mẹ đẻ cháu á thì cứ bảo sao con hiền thế, sao chồng như thế mà không nói. Thì cháu nói rằng là nếu như mình nói thì có lấy được tiền đâu, có lấy được cái tài sản mình mất đâu. Đã qua rồi. Đúng rồi ạ, lúc đấy mình chỉ mất tình cảm thôi, nếu xác định không ở được với nhau nữa thì thôi, chia tay. Còn nếu đã xác định mà ở với nhau nói để làm gì? Để chồng mình tự suy nghĩ và chồng mình tự thay đổi. Bởi vì thực ra cháu có một cái niềm tin rất là mãnh liệt đối với chồng cháu. Cờ tới tay của Phú. Đó, bây giờ bên đây có tật xấu gì? Vợ cháu thì có cái tật xấu lớn nhất thì cháu thấy là ham mê làm việc. Làm bất chấp đúng không? Làm bất chấp ạ. Hai cả gia đình có thể đi ăn đi uống hay đi chơi là nhưng mà cứ mãi tập trung vào công việc rất là nhiều. Nhiều lúc là hai cứ để cho hai bố con chơi có cái vài tiếng đồng hồ, quay dạ ra thấy mẹ vẫn đang làm việc. Có hay mắng chồng không? Lúc nào mà cáu dễ cáu hơn bình thường ạ. Tại vì ý lớn hơn 3-2 tuổi đó. Có không? À, suốt ngày mà đang cháu đang hai vợ chồng đang tranh nói chuyện vấn đề gì thôi. Em ăn muối nhiều hơn anh ăn cơm. Em ăn muối nhiều hơn anh ăn cơm. Ý là mình hơn tuổi ạ. Cháu lại thôi. Chưa. Mà mỗi lần nghe câu đó có khó chịu không? Thì đúng như thế thật mà chú. Nhân dịp các bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son thì không biết là trước khi tạm biệt thì các bạn có điều gì muốn nói với nhau hay không? Có gì bí mật dành cho nhau? Hoặc là có một điều gì đó bí mật. Bí mật dành cho nhau. Gửi tặng cho nhau hay không? Thì khi mà hai chồng lấy nhau ấy thì đúng là nói chuyện thì nói ra đây thì nghe đúng hơi xấu hổ thật. Nhưng mà ngày hôm trước cưới thì đúng ngày hôm sau có bao nhiêu tài sản được hồi môn ấy, vàng rồi nhẫn ấy thì con mang đi bán hết, bởi vì lúc đấy là buộc phải làm để lấy vốn kinh doanh. Nên hôm nay con đã vừa rồi con đã mua một chiếc nhẫn để hôm nay được mang đến tặng vợ. Thay cái nhẫn mà trước đây là con dịp cưới mà hai vợ chồng dành cho nhau. Đúng rồi. Đứng lên đi nào. Hột hả con? Hột hả? Vâng. Hột em ạ, hột. Ôi. Đấy. Vừa. Đấy, trao xong còn nói cái gì nữa đi con. Nói cái gì nữa đi chứ. Xúc động nghe, mà xúc động lắm. Ôm vợ cái đi. Anh rất yêu ai mẹ con. Chồng vẫn nhớ ngày hôm nay để mua lại một cái nhẫn giống hệt nhẫn cưới. Chồng con chưa bao giờ quên bất cứ một cái điều mà vợ mong muốn. Có thành viên thứ ba không? Mời có thành viên. Mời bạn lên, mời bạn nhỏ con. Lên đây. Con lên đây, con đứng thẳng lên. Lên bố mẹ nè. Là mẹ chính áo. Mẹ yêu con. Rồi. Giang, xin chào anh Quốc Thuận. Mình tên là Nguyễn Chí Thiện. Mình năm nay là 48 tuổi. Anh Thiện làm cái gì và ở đâu? Thiện thì làm thiết kế sân khấu và tổ chức sự kiện ở quận 9. Quận 9, thành phố Thủ Đức. Còn chị? Dạ, em xin chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Thì em tên là Thành Thị Núi, hôm nay là em 37 tuổi. Hiện 37. Tại em cũng sinh sống ở quận 9. Yeah. Em cũng làm bên lĩnh vực thiết kế sự kiện và nội thất. Hai vợ chồng làm chung rồi đó. Dạ. Có chung nhau không hay là hai vợ chồng mỗi người một nhánh? Có thời gian thì làm chung chị. Thì bây giờ vậy, Núi sẽ chúc anh Bin, còn Thiện sẽ chúc chị Vân, đúng đó, không? Dạ. Đi hai em đó ấy, hai đứng đó. Lên lì xì cho hai em nè. Ok. Đó, rồi giờ em chúc chị đi, chị lì xì. Thì em chúc chị ngày càng xinh đẹp và diễn hay. Sắp tới thì trong tình hình bất cứ tình hình nào vẫn đắc show. Thì em là dân thiết kế sự kiện thì em cũng đắc show theo. Ok, rồi chị chúc chị ngày càng xinh đẹp như thế. Rồi chị cảm ơn em. Chị chúc em á là đầu tiên là sức khỏe, sau đó là sự nghiệp lúc nào cũng gọi là thăng tiến, và rất mong là những sự kiện của em là chị cũng đều có mặt. Chị xì em. Chị. Rồi tới Núi. Dạ, năm mới thì em xin chúc anh Quốc Thuận á, gia đình bình an, mạnh khỏe, có nhiều sức khỏe. Anh Thuận mãi trẻ vậy. Cảm ơn Núi. Nhân dịp đầu năm mới anh cũng chúc cho Núi ha, cùng với gia đình một năm mới thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc và đặc biệt là mọi người đều sức khỏe, bình an. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Rồi, em cảm ơn năm mới. Rồi, mời ngồi. Thực sự thì vợ chồng em rất là quý anh chị.
và nhận món quà này, rất là cảm ơn anh chị. Và nếu được em sẽ tặng các anh chị một bài hát giống như là một món quà đầu xuân. Đầu xuân hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Các quý vị. Rồi. Rồi em đứng đây hát luôn thiệt. Em xin tặng một bài hát là Dịu Dàng Sắc Xuân để không khí ngày xuân này được rồi là vui vẻ. Rộn ràng hơn. Yeah. Nắng xuân ấm thơm môi hồng, gió xuân đến bên em ngồi, cùng mùa xuân em hát câu tình ca. Đó cúc trắng bên hiên nhà, ngỡ như dáng ai đan về, dịu dàng bên hương sắt xuân tràn lan. Nhìn nhà đàn chim én bay, ôi kìa mùa về bao đắm say, rộn ràng bao hương sắt xuân. Mơ mơ niềm vui. Thôi thôi, hay lắm rồi. Sắc xuân vậy là hay lắm rồi. Thôi nói chứ là cũng rất là cảm ơn. Một cái không khí phải nói là rất là sinh động. Một cái không khí mà chỉ có Tết mới có những cái giai điệu này nó vang lên như thế. Bây giờ chúng ta quay trở lại với chương trình. Hai vợ chồng Núi có thể chia sẻ cho anh biết là cái cơ duyên nào hai bạn gặp nhau, và gặp nhau như vậy thì ấn tượng về nhau như thế nào? Thì em nhớ là cách đây khoảng 13 năm về trước, là hồi mùng 4 năm 2018 ạ. Em từ nhà ngoại em chạy về nhà mẹ em á, là trên đường thì phía sau em nghe tiếng gọi với nội tên tên nhà của em ạ. Em mới quay lại, em thấy là em mới là chào chú Thiện. À là chú cháu biết nhau hả? Dạ. Thiện là tại vì, tức là hai đứa em là ở cùng quê ở Tây Ninh. Dạ. Cùng trong xóm. Là biết rồi, rồi tiếp tục. Rồi cái em ảnh xin điện thoại, số điện thoại. Lúc đó nói chung là cũng quán tính cái đọc đọc lên số điện thoại. Rồi cái đọc xong rồi cái về ảnh điện thoại liên tục và nhắn tin liên tục. Lúc nói đó. Gì chú mà chú tấn công mà cũng bảo mà. Lúc đó là chú Thiện là chú Thiện lúc đó là cộng với 11 là nhiêu, là chú Thiện cũng 30 mấy rồi, 32 rồi. Trời ơi, trường cũng nhiều lắm. Nhiều lắm à. Lúc đó rồi ảnh gọi rồi ảnh nhắn rủ cà phê này nọ các thứ. Rồi lúc đó thì em run lắm, tại vì do là em nhà ngoại em là cũng gần nhà anh Thiện, cách nhau một con đường thôi. Rồi lúc đó nói chung là anh Thiện là bồ vịt hay này kia các thứ là biết hết à. Cho nên là em rất là sợ, rất là sợ. Xong rồi cái em cũng không có trả lời được, cuối cùng không có nghe máy. Nói chung cái cảm giác đầu tiên của bé Nụy với anh Thiện là sợ, đúng không? Dạ. Còn anh Thiện thì sao? Lúc anh Thiện cứ bé Nụy là trong đầu của anh Thiện nghĩ cái gì chậm? Trước đó nữa thì mẹ của Thiện á, cũng một cái dịp gần Tết thôi, thấy Nụy trang trí nhà cây mai này kia rất là vui, rất là đẹp. Thì mẹ mới về nói Thiện như bé Nụy nó cũng học cái ngành thiết kế mỹ thuật giống con á. Mà thấy nó khéo tay lắm, nó làm chân cây mai này kia mỗi năm, rồi Giáng sinh thì cũng làm cây thông này kia rất là đẹp. Cái tự nhiên mình giống như đến một cái lứa tuổi đó Thuận, thì bắt đầu mình muốn lập gia đình. Mặc dù trước đó là muốn vợ đó là mình để ý cô nội này đó, cho nên cái câu mà bé nụi là trong đầu là đã có tia rồi, đã có để ý rồi, đúng không? Tức là mình đã lên cái quan hoàng rồi. Bao lâu thì có tình cảm nè? Khoảng từ lúc cô bé Nụy đầu tiên đó. Dạ khoảng 2 tháng á chị. 2 tháng đúng không? Nó cũng chút dần cho đến 2 nhưng tháng. Nhưng mà cái lần đầu tiên mà hai đứa gặp nhau mà đi chơi chung với nhau á, dạ, thì đó là khi nào? Dạ đi cà phê ở trong Tây Ninh. Lần đầu tiên đi với mình không biết là bé Nụy có sợ là anh ấy không? Nói chung là đi cà phê thì em cũng lỡ mấy chỗ sáng nên cũng rồi hồi lúc mà bắt đầu xuống Sài Gòn á, thì cũng có đi xem phim. Đi nói chung là cũng trong tâm tức trạng là sao là sau đó là ông rủ đi chơi xuống Sài Gòn luôn. Dạ anh, tại em học ở Sài Gòn lúc mà kiểu nghỉ Tết xong rồi, lúc đó là anh ở Tây Ninh thì lúc đó là cũng học ở Sài Gòn. Lần đầu tiên đi chơi ở Sài Gòn thì cái điều gì nó xảy ra? Em nhớ là đi xem bộ phim trong rạp chiếu phim á. Anh Thiện nắm tay em mà hôn. Cái em sợ quá. Nói chung là sợ ngồi mà run hết nguyên bộ, không có xem phim gì luôn. Cái em đợi em kêu là về sớm, chở em về, trên đường về là em cứ run đó. Em nhìn nó, con chở nó về có đúng là đường về nhà không? Sợ chở đi chỗ khác luôn. Dạ. Sợ đi vô rừng. Ở rạp chiếu phim là cái nụ hôn đầu tiên là ông dành vô tay mình. Dạ. Cái nụ hôn đầu tiên mà ông ấy hôn mình, hôn lên môi, lên má mình đó, là ở đâu? Dạ, ở
khu du lịch Bình Quế. Lần đó có tự nguyện không hay là bị cưỡng bức? Bị kêu chỉ qua kia xong quay lại. Chị em gì kia? Đó. Ủa đâu? Tức là mặc dù rất là cảnh giác nhưng mà rủ đi Bình Quế thì vẫn đi. Nghĩa là cũng phải có cảm tình rồi. Khi nào thì mới đổi cái cách xưng hô? Cũng khoảng 2-3 tháng rồi, từ từ là mới quen. Cái chuyện mới đầu thì chẳng hạn như em với chú. Là từ từ đó. À, nội với chú. À, nội với anh. Dù vậy chuyển từ từ. Anh với em. Dạ, chuyển từ từ bắt đầu anh em thì nó mượt hơn. Hai bạn yêu nhau bao lâu thì mới cưới? Dạ, em nhau là 8 năm. Tại vì anh Thiện nói chung là nhiều nhiều scandal về bạn gái cho nên là lúc đó em cũng sợ gia đình biết là cũng phản đối cho nên là cứ thôi để từ từ để giống như để càng khẳng định là cho anh giống như là em phải cần thời gian đó. Xong. Cho tới hôm nay là đã cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ tới nay là tháng 1 này là 6 năm mà. 6 năm. Vậy thì trong 6 năm với 8 năm cái thời gian yêu nhau đó, vậy thì về ở với nhau thì có những cái tật xấu gì nó lòi ra? Thật ra thì tật xấu của anh Thiện á là hồi trước khi cưới thôi rất là nhiều, là ví dụ như là giấu em, nhắn tin cô này hoặc là nói chuyện lại với người yêu cũ này kia, cái thứ là rất là nhiều. Còn khi mà cưới về thì những cái tật đó là gần như là hết luôn. Mà chỉ giống như là đến cái lứa tuổi của ảnh là giống như là quay về với gia đình nhiều anh. Anh lại chú trọng quá nhiều về sức khỏe, rất là kỹ, cho nên là giống như cái tính kỹ của ảnh nó từng ly từng tí á, thì làm cho mình nhiều lúc không có thoải mái. Kỹ tính quá thì sẽ thành ra khó tính, đúng không? Ví dụ những cái chi tiết em ví dụ như nhiều khi là mình con gái nhiều khi tóc dài thì cũng hay rụng tóc ở đây ở đó, rồi cũng hay la, hoặc là ví dụ như là có hạt bụi dính lên bàn chẳng hạn. Ví dụ như giờ cho em một cái điều mong muốn anh Thiện thay đổi thì em sẽ mong muốn điều gì nhất? Ít quan tâm lại xíu để em thoải mái. Tại giống như là thương từng chút. Thì Thiện là mối tình đầu của em mà. Dạ. Giống như ông có một viên ngọc mà không ai có. Ông về ông o, ông kỹ, ông lau, ông chùi đó, kiểu vậy đó. Được rồi, bây giờ tới Thiện. Có thể chia sẻ những cái tật xấu của vợ mình đó là những cái gì? Ngủ nướng nè. Ngủ nướng. Hẹn đi chơi thể thao nhưng mà đến giờ đó thì lại không chịu dậy, lười thể thao, hoặc là mình đi những sự kiện có đôi khi trang điểm hơi lâu, cấp lâu chậm, đúng rồi, lề mề đó. Ở trong công việc thì có vậy không? Không, trong công việc thì Núi rất là tập trung công việc và làm việc rất là hiệu quả. Em nói cái điều mà em mong muốn cổ thay đổi có nghĩa là tật xấu của cổ đó. Tức là trước kia thì Núi rất là ít nói, chẳng hạn như có nhiều khi ở Sài Gòn mình đi về quê, nhưng mà trên đường thì nhiều khi mình thì là người chủ động, mình nói quyền riêng, nói để cho cái cuộc đi nó vui, nó được thứ. Thì Núi ít có nói. Sau này thì cũng có thay đổi rất là nhiều. Chẳng hạn như đi những sự kiện này kia thì mình cũng mong cô ấy là thay đổi để hoạt bát hơn nhiều. Đúng không? Nhưng mà bây giờ thì cũng rất là khác hơn xưa rất nhiều. Thôi được rồi. Bây giờ hai vợ chồng làm quá làm vậy thì có em bé chưa? Dạ chưa. Chưa phải không? Là do chưa muốn có hay là do là chưa có được? Cái điều mà có con á là em rất là mong mỏi. Nhưng em cũng lớn tuổi rồi, bớt công việc lại để vợ thoải mái tinh thần, rồi thứ nhất là có sức khỏe, hai vợ chồng cũng có sức khỏe. Đó. Bây giờ muốn hay không muốn thì tôi vẫn chúc ha, đầu năm mới mát miệng chúc cho hai bạn, và đặc biệt là hôm nay là ngày mùng 6 là một cái mùng rất là tốt ha. Thì Quốc Thượng xin chúc cho hai vợ chồng anh Thiện và Núi trong năm nay sự nghiệp, công việc, mọi thứ đều tốt ha. Và bên cạnh đó hai bạn sẽ càng yêu thương nhau hơn, hạnh phúc nhau hơn, thấu hiểu nhau hơn. Và đặc biệt là vài tháng nữa sẽ có tin vui. Và trong năm nay luôn nha. Các bạn sẽ có một em bé, một thiên thần kháu khỉnh tuyệt vời đến gia đình chúng ta. Trọn con cọp. Đúng rồi, con cọp. Nếu có tin vui báo cho Quốc Thượng và chương trình biết nha. Thôi xin chúc mừng năm mới. Chào hai em. Cô dâu ấn tượng quá nghe. Cởi cái cúc áo ra ngồi cho nó thoải mái cực nha. Cảm ơn. Rồi. Wow, nhìn quá ấn tượng luôn. Ấn tượng ha. Cho anh coi cái hình ở bên tay phải em coi. Không, đằng trước. Chắc không, quay lại.
Đó, chắc con trai em đúng không? Dạ đúng rồi. Yeah, ôi cưng quá à. À. Coi như xăm ổng lên cánh tay mình luôn á. Dạ. Tại vì từ lúc mà mới sanh ra tới thời điểm này á là ai cũng nói bé giống ba. Tới cái ngày này là ngày sinh nhật của chồng em á. Cái có người nói là bé giống mẹ, cái em chụp liền ngày hôm đó đi xăm liền ngày. Xăm liền luôn. Ê nói nghe nè, anh hỏi trước khi vô câu chuyện nha. Em có phải làm nghề tattoo không? Dạ đúng rồi. Tattoo chứ đúng không? Tattoo. Tattoo chứ tattoo vậy? Ai biết mình đọc là tattoo mà. Tattoo. Yeah. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ. Em xin chào hai anh chị ạ. Em tên là Quốc Trí. Hiện tại em đang 26 tuổi và em đang là nhân viên văn phòng ạ. Nhân viên văn phòng. Trời ơi, Trí có 26 tuổi thôi đó hả? Dạ. Trời ơi, nhìn cái gì? Nhìn cứng cỏi. Nhìn bạn này rắn rỏi cứng cỏi quá. Mồi so với lứa tuổi thì coi như là bạn hơn, có thể là nhìn rất hơi là lớn hơn. Đúng rồi đó. Dạ. Hơi lớn hơn với số tuổi tại vì 26 là non nớt lắm. Trẻ quá. Trẻ là em non nớt sao mà cái tuổi nó trẻ quá vậy? Đó. Dạ. Rồi, còn em? Dạ em tên là Phương Thi, em nay 23 tuổi. Phương Thi 23 tuổi hả? Trời sao hai đứa đến học nhỏ xíu vậy trời? Dạ tụi em còn nhỏ á. 23 tuổi mà con được mấy tuổi rồi? Dạ con gần 2 tuổi. Trời đất ơi, 21 tuổi đẻ. 21 tuổi có bầu đẻ rồi. Vậy là có bầu từ năm 20 tuổi. Dạ đâu, em có bầu năm 21 tuổi, đẻ năm 21 tuổi luôn. Trọn năm đó ha. Chắc đẻ tháng 12. Dạ đúng rồi. Đúng không? Trời ơi rồi. Như vậy là về chưa được tận hưởng gì về thú ăn chơi rồi đi du lịch đó đây rồi này kia nọ đúng không? Dạ chưa đi du lịch thôi chứ thú ăn chơi thì chắc là tận hưởng rồi. Chơi là dạ thú ăn chơi chắc kịp tận hưởng rồi. Tại vì nếu mà bạn coi là bạn con mà được 2 tuổi thì đúng cái thời điểm mà dịch bệnh đó đúng rồi. Nhấp nhò nhấp nhỏ nó đâu có đi du lịch được đúng không? Dạ. Đâu đi bị kẹt cứng hết luôn đúng không? Rồi bây giờ cho anh biết coi cái cơ duyên nào mà các bạn gặp nhau và tìm hiểu nhau và yêu nhau rồi cưới nhau? Dạ, thì chắc để em kể trước nha. Và lúc đó là vào năm 2017, lúc đó là em có chơi một cái nhóm nhạc ở với những người thân với nhau thôi, kiểu bạn bè thôi. Thì bữa đó tụi em kiểu làm một cái show, thì tụi em có mời nhiều người tới. Thì vô tình Ti, vợ em là khán giả trong buổi show đó. Thì sau đợt đó lúc mà tụi em diễn xong á, thì buổi tối tụi em có đi ăn uống với nhau. Thì lúc mà em uống lúc đó em mới gặp được vợ em. Nhưng mà em chơi trong vị trí nào? Em lúc vào trong nhóm nhạc đó thì em đang đứng cái hậu kỳ đó là xử lý âm thanh cho nhóm rồi. Vậy là cách đây mấy năm rồi ta? Dạ 4 năm. 4 năm. Gần 19 tuổi. Gần 5 năm. Dạ. Lúc em 19 tuổi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Rồi vậy là đêm đó là các bạn coi như là con bé này á là nó không có biết cái gì luôn á, là biết một mình cậu bé này thôi à. Chưa biết à, để phan một chút mình hỏi vô đó. Đó. Đó, nghĩa là có nghĩa là gặp nhau trong cái đêm đó hay là gặp nhau là sau, có nghĩa là gặp nhau trong đêm diễn trong hay là sau đêm diễn? Trong đêm diễn luôn. Trong đêm diễn là đã gặp rồi. Sau đêm diễn là đi ăn. Sau đêm diễn là đi ăn. Dạ. Ủa tại sao coi xong không đi về nhà mà đi ăn? Dạ thật ra thì cái show diễn là show diễn nhạc rap á. Mà em không có thích nghe nhạc rap. Mà đi với tâm trạng là bất đắc dĩ. Em có một người bạn thân á, bạn con gái, bạn thân. Thì người bạn đó được một bạn khác trong nhóm của chồng em mời. Rồi em nói là không, em không thích nghe nhạc rap, em không đi. Bạn em thì kiểu không đi, đi một mình, không bao giờ nó đi một mình. Nó bắt buộc nó phải theo em theo cho nên bạn là được. Vì thương bạn mà đi. Dạ, vì thương không? Bạn mà đi thôi. Nếu mà không thương là dễ gì gặp ông này. Dạ. Bây giờ thích rap chưa? Dạ chưa. Trời xong coi rap Việt. Dạ không, cái chương trình này em không coi luôn. Vậy đó hả? Nhìn cái hình nền đó, nhìn rap. Hình nền thì rất là rap luôn á. Mà ở trong tâm hồn chắc có lẽ là bolero. Đúng không? Cái dòng tâm hồn em là EDM. EDM, trông dữ luôn á nha. Dữ lắm á. Rồi, đêm đó làm sao nè? Dạ thì xong rồi em chỉ mong cho hết show rồi đi về lẹ thôi chứ mình không có thích đâu. Vậy thì hết show tại sao không đi về mà lại đi ăn? Dạ, lúc mà hết show em ra khỏi cửa, em đứng đó em chờ bạn. Cái bạn em ở trong nói chuyện với lại người khác trong nhóm của ảnh á. Cái lúc bạn đi ra cái ok đi về, cái xong cái tự nhiên lúc đó em đổi ý. Tự nhiên lúc đó đổi ý. Hay là đổi ý là do đói bụng hay là do gặp bạn này hay là do một lý do gì khác? Dạ là lúc đó là cái người bạn mà rủ bạn thân của em đi á, ra nói là thôi hai em đi ăn chung với nhóm tụi anh đi, show cũng thành công mỹ mãn rồi. Xong rồi cái em thấy bạn đó cũng dễ thương dễ mến quá, cái em gật đầu cái em đổi ý luôn. Là vì cái bạn kia. Dạ. Đúng không, chứ không phải vì bạn này. Dạ. Rồi ra đi ăn thì mới gặp bạn này. Dạ, đúng. Hai bạn mới gặp nhau mới có cơ hội nói chuyện nhiều với nhau. Dạ, đúng chưa, không? Dạ, chưa, lúc đó chưa nói chuyện luôn. Chưa nói chuyện luôn. Nhưng mà cái cảm giác của em lúc mà khi đi ăn mà gặp bạn vợ này thì lúc đó là em đã để ý chưa hay là như thế nào, bạn này lúc đó ra làm sao? Dạ. Thì lúc mà ngồi trên bàn ăn lúc đó em mới để ý vợ em. Thì đó, tại sao em lại để ý?
À, cái thứ nhất là trong bàn ăn đó thì chỉ có vợ em với lại bạn của vợ em là hai đứa con gái duy nhất trong bàn thôi. Tại sao không để ý bạn của vợ em mà đi để ý vợ em? Tại ban đầu thấy cô này make up đậm. Do make up đậm hả? Dạ, make up đậm. Rồi còn gì đặc biệt nữa không? Ví dụ như lại, mình dây hay là cắn kẹo? Không, lúc đó vợ em kiểu hơi mũm mĩm một xíu. Mũm mĩm hơn bây giờ không? Không, bây giờ là ốm rồi anh. Hồi đó gu của em là mũm mĩm hay là mình dây? Nếu nói về gu thì em thấy cân đối là được. Chỉ là lúc đó em thấy vợ em kiểu khá là lạ. Kiểu xấu lạ. Xấu lạ. Kiểu ba rội là được rồi, đúng không hả? Ở thời điểm đó là em 70kg rồi. 70kg rồi, dữ lắm á nghe. Rồi sau đó thì sao nè? Khi chuyện nào xảy ra, bắt đầu là nói chuyện... Sau đêm đó thì chuyện gì xảy ra giữa hai người để mà đi đến đến cái kết luận này là vợ chồng đây? Dạ, thì lúc mà ngồi trong bàn ăn á thì em cũng không có để ý gì nhiều, không kể như là ngồi ăn tại em bị dị ứng với đồ cay á, em không ăn cay được. Thì mà quán ốc đó mấy bạn nó toàn kêu món cay không à. Ốc là thường là cay không à. Em không ăn được, em với con nhỏ bạn ngồi xem không, ngồi ngó, ngồi chơi, ngồi bấm điện thoại. Cái chồng em từ phía dưới bàn đi lên trên đầu bàn chỗ tụi em ngồi. Cái nói là ủa sao em không ăn gì hết vậy? Chồng em hỏi em vậy đó. Cái em kêu là tại vì đồ ăn cay cho nên em không ăn được. Cái chồng em mới xăm một miếng bạch tuộc liếm giả bộ, cái hết cây rồi em ăn đi. Trời ơi, cái ấn tượng quá, cái ấn tượng đầu tiên của ông là ăn dơ đó. Không, liếm giả bộ. Liếm giả bộ. Liếm giả bộ hả? Cái giả bộ nó mới dễ thương. Cầm lên nè, em ăn đi hết cây rồi. Rồi sao lúc đó em phản ứng sao? Thì đương nhiên là em cũng từ chối rồi, kêu thôi em không ăn, em không thích ăn bạch tuộc. Mặc dù giả bộ nhưng mà vẫn cứ bị ảo giác. Giỏi cái gớm. Rồi. Lúc đó thì em nghĩ trong đầu là người gì kỳ cục, chơi chơi rap mình sao tánh kỳ, làm quen gì ngộ. Chỉ năm thanh thôi mà. Không, cái lúc đó là do kiểu em giỡn thôi, kiểu chọc chọc bạn. Rồi sau đêm đó về là em có tìm hiểu gì về cô gái này không, mà ngược lại? Thì sau đêm đó về thì em lên trên Facebook để mà em kiếm thông tin của vợ em. Có tìm thông tin của cái cô bạn kia không? Ban đầu là em nhớ là em tìm qua Facebook của bạn thôi, cho nên là sẽ không qua cô kia. Mà tới trực tiếp bạn em luôn. Tức là ông này là ông đã ấn tượng với cô gái này. Chỉ có ấn tượng không? Dạ có. Có mà. Đã nói là xấu lạ mà, người ta thích là thích cái nét xấu lạ đó. Phải không? Thì người ta mới xấu lạ không? Thì đấy nè. Rồi người ta mới liếm giả bộ. Còn bạn này thì ấn tượng bạn này rất là bệnh. Tào rứa quá. Ông giỡn kỳ quá à. Có nghĩa là em tìm Facebook của cô này để mà muốn tìm hiểu xem cổ là ai và trong tình trạng như thế nào, đúng không? Rồi sao? Mất tiếng. Em nói alo vậy. Alo à? Rồi tiếp. Rồi thì sau khi mà em tìm kiếm được xong á, thì lúc đó là em chưa có kết bạn vội liền. Mà em mò vào kiểu trang cá nhân để mà xem lại những cái hình cũ của vợ em á. Cái lúc đó là em thả tương tác. Chơi đầu mộ á. Trong khi đó thì em thì sao? Thì cái hôm đó là kiểu như khoảng thời gian mười mấy tuổi đó, 19, 18 tuổi đó, em cũng còn ham chơi đó. Em đi chơi đêm là chủ yếu á. Cái lúc đó mấy bạn trong bàn cái phân công người chở hai cô gái về. Thì lúc mà đến lúc mà bạn trở về, các em nói là thôi em không muốn về, em muốn đi cà phê. Muốn đi nữa? Dạ. Nít mà, 18, 19 tuổi nít mà. Lúc đó là cũng cỡ 11, 12 giờ đêm á. Cái bạn nó nói là giờ này quán cà phê nào mở cho em ngồi mà em đòi ngồi. Kêu có quán. Xong cái bạn đó quay qua rủ chồng em. Xong rồi cái chồng em hỏi đi quán nào, cái em kêu là đi leo này kia, đi quán ở ngoài quận nhất. Cái xong rồi cái vô cái em nói, cái em nhìn chồng em cái kiểu ủa anh cũng biết quán đó nữa hả? Xong rồi cái chồng em kiểu đúng rồi anh cũng biết. Cái hai đứa bắt tay nhau vui vẻ nhưng mà cuối cùng bể kèo không ai đi hết. Ủa gì kỳ vậy? Tại sao không đi nữa? Tại vì trên đường lúc mà chở em về thì cái bạn kia bạn nói là thôi em ơi em con gái em đi một mình, em đi cà phê đêm vậy nguy hiểm, ảnh hưởng sức khỏe của em này nọ. Các bạn chở em bèo về nhà luôn. Bạn không chở em đi nữa. Vậy đó hả? Thì ra là còn khúc này nữa. Cho nên mới khiến cho ông này ổng càng xuyến xắn là về tìm thông tin của cô này. Tức là còn cái đoạn này rất là quan trọng đó. Rồi xong rồi cái em về, cái em cũng bị ấn tượng cái khúc mà bắt tay đó, kiểu ủa không quen, không biết, chưa gặp nhau lần nào, chưa có ấn tượng gì nhau, tự nhiên bắt tay mà rất là hợp gu luôn, kiểu như là khớp, không có chật một nhịp nào luôn á. Em bị ấn tượng, sau em về em tìm. Em cũng hỏi, tìm Facebook luôn. Em tìm Facebook của bạn chồng. Nghĩa là cả hai bề là tìm liền. Tức là chưa có kết bạn mà tìm Facebook tìm. Xong rồi thả tương tác. Ông này thả tương tác mà, nhưng mà có vô ad fan của này không? Chưa. Ad fan luôn. Thả tương tác thôi. Còn em có thả tương tác lại không? Dạ không. Thật ra là chồng em biết Facebook em trước. Cái lúc mà em đi tìm Facebook chồng á thì em hỏi bạn bè em á, cái bạn bè em không ai biết gì hết á, không ai tìm mới được hết. Xong cái em lên mấy cái MV của nhóm á, em xem, em pau từng đoạn lại. Cái bấm play, bấm pau coi cái mặt nào giống với cái mặt
tối hôm đó. Mẹ em tìm không ra. Vậy là cũng để ý dữ lắm đó. Xong rồi cái em mới hỏi bạn em là mày hỏi trong nhóm ảnh coi coi có ai mà đêm hôm đó mặc áo khoác đen, đội nón rồi đeo mắt kiếng giùm tao đi. Cái xong rồi cái qua ngày hôm sau bạn em nó mới chửi vào mặt em một câu: mày có bị khùng không? Nhóm người ta mặc áo khoác nhóm, ai cũng mặc như ai hết á. Rồi nhóm người ta 10 người thì hết 8 người đeo mắt kính rồi mày tìm ai? Nó nói chửi vào mặt em. Xong rồi cái tới một ngày đẹp trời, cái tự nhiên là em thấy có một người thả wow vào cái ảnh đại diện cũ của mình. Xong rồi cái em kiểu là ai mà chơi kỳ cục vậy, không có ba quen biết, không có bạn chung, không có gì hết. Mà sao mà tự nhiên đi chơi đào mộ. Xong rồi cái em mới tính nhắn tin hỏi, nhưng mà em thử add fan coi coi mình có thấy được thêm những cái hình nào nữa không. Cái xong rồi cái em add fan, cái chồng em trả lời liền luôn, accept nhận liền. Dạ. Xong rồi cái chồng em nhắn tin qua hai em, chào em nọ nơi kia kiểu. Là cái đó là cách bao lâu ở cái hôm buổi tối đi ăn đó? Dạ, cách 2 ngày. Dạ. Lâu dữ. Lâu quá chị, 4 tháng. Lâu quá. Coi như hai người đào mộ Facebook nhau tới 2 ngày á là mới kết bạn được với nhau. Dạ. À, nghĩa là ông này tương tác trước, nhưng mà người add friend lại là cô này. Dạ. Được chưa? Rồi, và sau đó chắc là chuyện trò qua lại chắc nhiều à, đúng không? Dạ. Nói chuyện xong rồi cái hôm đó chồng em có công việc gì ở dưới cộng đồng Nai á. Cái chồng em bảo là: em biết cầu Đồng Nai ở đâu không? Chứ kêu em biết, em từng đi rồi. Cái kêu mai anh có công việc ở đây, có gì em chỉ anh đi với. Xong rồi em bảo là nói vậy thôi cho em đi với. Mới nói chuyện có một ngày cái thôi cho em đi với, cho em đi chung với. Cái qua ngày hôm sau là ngày 20, cái chồng em được chạy xe qua đón em, cái hai đứa đi cầu Đồng Nai. Xong rồi cái vòng về cái em mới nói chồng em là thôi đi về đi, em có hẹn đi ăn kem Baskin với bạn, với con nhỏ bạn thân em á. Xong rồi cái chồng em kêu thôi em hủy hẹn với nó đi, anh chở em đi luôn. Rồi em hủy hẹn với con bạn em luôn, thế là nó giận em một tuần. Là hai đứa đi ăn kem luôn đó. Ủa nhưng mà tới cầu Đồng Nai xong rồi đi về liền ha, có giải quyết công việc gì không? Dạ thật ra là lúc đó là em bán giày cho bạn á. Cho nên là tới cầu Đồng Nai em đưa giày cho ta. Trao giày lấy tiền là xong thôi. Rồi là bắt đầu sau đó là hai đứa chính thức là hẹn hò với nhau đúng không? Dạ cũng chưa hẳn nữa. Chưa luôn. Dạ chưa. Là lúc đó là tới qua lúc ăn kem á, xong rồi cái em mới nói là em tìm cái người mà hôm đó bắt tay với em. Cái chồng em kêu anh nè. Cái em còn kiểu ngỡ ngàng, ủa sao không hề giống, không có hề giống cái tưởng tượng của em tí nào hết á. Em tưởng tượng trong trí nhớ của em là người đó đẹp trai, cao to các kiểu, sao sao đây nhìn nó kỳ kỳ. Xong rồi cái hồi nữa cái em hỏi chồng em là ủa vậy anh, vậy còn cái người em nhớ là tối hôm đó có một cái người mà chấm miếng bạch tuộc cho em á, vậy anh biết người đó là ai không? Cái xong rồi kêu cũng anh nè. Xong rồi em kêu gì vậy trời, một người mình tưởng tượng mong nhớ, một người mình muốn gạt bỏ đi lại hòa vô là một. Ủa sao lạ vậy ta? Sao em bữa đó em cũng biết sao mà sao em lại không nhớ vậy em? Trời tối với lại đem mặc anh chồng em đội nón rồi mặc áo khoác đen rồi đeo kính nữa. Có nghĩa là 10 người, hết 10 người mặc áo khoác đen đeo kính. Cho nên nó na ná nhau hết. Na ná nhau, nào cũng giống nhau. Rồi như vậy là sao cái bữa đi cầu Đồng Nai nó về bao lâu thì mới chính thức hẹn hò? Dạ một tuần. Một tuần sao chặt lâu quá chị ơi, lâu lắm. Tụi này nó quen nhau lâu quá. Nói chứ trong thời gian mà hai đứa yêu nhau á thì hai gia đình có gọi là biết không, bởi vì em còn nhỏ tuổi quá. Thành ra là lúc mà bắt đầu có bồ á thì gia đình có biết hay không? Dạ thật ra thì tuổi còn nhỏ nhưng mà ba mẹ em đã biết em có bồ từ trước đó rồi, chả nói gì, chả nói gì luôn. Dạ. Còn bên đây? Rồi còn bên gia đình em thì lúc đó là ba mẹ em chưa biết gì hết. Em vẫn còn đang giấu. Tại bởi vì là mẹ em kiểu hơi khó tính á. Cho nên là về mấy cái chuyện yêu đương này nè, mẹ em kiểu nó là cũng hơi ngăn cản. Rồi tụi em cứ giấu thôi. Rồi tới lúc mà như là hai tháng không thì có sinh nhật anh á. Sau khi quen xong được có 2 tháng thì đó là tới sinh nhật của em. Thì đó là em mới nói với gia đình và dắt bạn gái em về. Thì lúc đó là mẹ em mới biết. Thì ban đầu lúc mà mẹ biết vậy, trời ơi, mẹ em kiểu nóng tính lắm. Là sao mà lại nóng tính? Tại nít mà, nít mà yêu đương gì? Còn lý do gì nữa không? Trẻ. Cái thứ hai nữa là do vợ em kiểu có hình xăm nữa. Là hồi đó là đã xăm rồi. Dạ. Wow, tức là cưng xăm từ lúc nào? Dạ, em bắt đầu xăm hình đầu tiên từ năm 2013. Là bao nhiêu tuổi? Là lúc đó hình như còn đi học luôn. Thường là các cụ là chưa có cảm thông được cái hình xăm á. Cho nên là khi mà mẹ thấy vậy rồi sau về lúc mà bạn về rồi mẹ có nói gì với em không? Dạ có, thì mẹ sẽ hỏi là quen cô này ở đâu, rồi tại sao quen, rồi lúc tại sao không kiếm người khác chẳng hạn kiểu vậy. Đó là em mới nói chuyện với mẹ, đó là mẹ là lựa chọn con, cho nên là con kiểu cho nên là con muốn kiểu nghe trái tim của mình. Thì khoảng thời gian sau mẹ em vẫn chưa chấp nhận.
Cho đến khi mà tụi em chính thức quen được hơn một năm thì lúc đó là mẹ mới dịu đi cho cái việc đó là em quen với lại bạn gái em. Nhưng mà em biết là cái việc là mẹ chồng mình lúc đó là không không có thiện cảm với mình không? Dạ em biết. Nhưng mà cái quan điểm của em là tao không thích thì mình làm cho người ta thích. Đó. Nhưng mà những lần sau về có dám mặc áo tay ngắn nữa không? Hay là mặc áo tay dài đằng che đi? Vẫn mặc quần dài, áo tay dài. Cho tới lúc mà có khoảng thời gian tụi em quen được 10 tháng cái rồi sống chung á. Thì lúc đó tụi em mới thoải mái ra, mới phanh phui ra hết là vậy là lỡ rồi. Nhưng mà sau này cái điều gì mà khiến cho mẹ chồng lúc đó là mẹ của bạn trai mình lúc đó là dễ chấp nhận em? Dạ tại vì một phần là do là lúc mà khoảng thời gian đó là về ở chung xong rồi mẹ chồng em cũng không có ở cùng tụi em nữa. Đó để lại cho hai đứa ở với nhau ở cái nhà của chồng em á. Bây giờ đó là cho nên là mẹ chồng em thấy em chăm lo cho chồng rồi mọi thứ ổn cho nên là giờ tụi nó quen nhau yêu thương nhau cũng đâu có cấm cản được nữa. Với lại tụi em cũng nói chuyện với các dì các bác là xin là nói là tụi con thương nhau thật chứ không phải là tình cảm chóng vánh cho nên là mới dễ dàng hơn được chút xíu. Có nghĩa là hai đứa quen nhau tới mấy năm lận phải không? Dạ. Tìm hiểu nhau là mấy năm rồi mới cưới? Dạ, tụi em quen nhau hơn 2 năm sau đó tụi em mới cưới. Hơn 2 năm rồi mới cưới. Dạ. Nhưng mà sống chung với nhau là 10 tháng sau là về sống chung với nhau. Dạ. Quen nhau 10 tháng về sống với nhau được cỡ 3-4 tháng. Là tụi em lại sống riêng. Lại sống riêng. Ủa tại sao lại sống riêng? Giận nhau chia tay. Rồi nhưng mà tại sao lại cưới? Để có bầu. Nhưng mà tại sao ra ở riêng rồi mà lại có bầu? Dạ, tại vì hôm đó là sinh nhật của bác ruột em á, cái bác mời có nghĩa là lúc đó là giận nhau không? Đang giận nhau đúng không? Lúc đó là quề rồi, giận nhau được một tháng xong cái quề rồi tới sinh nhật. Nhưng mà đang ở riêng đúng không? Lúc đó đang ở riêng là em về nhà em, ảnh ở nhà ảnh. Rồi cái sinh nhật. Thế là tới sinh nhật bác cái em rủ ảnh đi ăn chung. Xong rồi cái ăn trong buổi buffet đó xong về tự nhiên cái có bầu luôn. Lại có bầu luôn. Xong rồi bác sĩ bầu cưới. Rồi lúc mà nghe tin em có bầu vậy rồi mẹ phản ứng sao? Mẹ của hai bên phản ứng sao? Lúc mà nghe tin em có bầu thì mẹ ba em chỉ hỏi là của ai? Của ông Chí thì cưới, của người khác thì dẹp. Vậy đó hả? Là ba em dạ. Là nói là vậy đó hả? Dạ. Là ba vợ là chắc khoái trí lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Do vợ em nói thì có vẻ là khoái thiệt. Tại vì trước khi em quen chồng em cũng quen nhiều người lắm rồi. Mà những cuộc tình nó chóng vánh lắm. Ba tháng là nhiều. Rồi những người đó ba em không ai ưng hết đó. Tại vì họ cũng xăm chỗ, cũng tà lao tà lưa. Cho nên là ba em không vừa ý. Chỉ có chồng em là nhân viên văn phòng cho nên là ba em khoái. Đúng chuẩn của ba đó. Trí có xăm hình nào không? Em có hình nhỏ xíu trên cánh tay. Nghĩa là sau này mới xăm đúng không? Dạ. Sau này vợ xăm cho đó. Ủa rồi, nhưng mà mẹ thì sao? Lúc đó ba thì nói vậy, còn mẹ thì sao? Mẹ em thì nói là con ăn chơi cũng ăn chơi rồi, trải cũng qua cũng nhiều thứ rồi. Giờ quyết định cuộc sống là của con, mẹ không can thiệp. Nhưng mà quyết định sai thì đừng có hối hận. Mà mẹ chạy về khóc với mẹ. Mẹ có khóc không hay là không? Mẹ của Trí thì sao? Mẹ em nói là có bầu thì sanh đi, giờ cháu ngoại là cháu mẹ, rồi mẹ chăm, mẹ giữ, mẹ thương cho. Rồi còn bên gia đình của em á, thì lúc đó mẹ em chỉ hỏi ngắn gọn thôi là kêu cưới này có chắc hay chưa. Thì lúc đó em cũng tim gan em moi ra hết, em cũng trả lời thật lòng với mẹ luôn là con sẽ lựa chọn cô Thi này. Bởi vì con tin tưởng cổ và có tình cảm thật sự cho nên là hai tụi con muốn tiến tới hôn nhân. Thì lúc nghe xong thì mẹ em mới lại nói với mấy dì mấy bác để kiếm những cái khóa học đạo để cho hai tụi em để có thể là cử hôn lễ. Ê, anh thắc mắc cái này nha. Cái lý do gì mà khiến hai bạn coi như là chia tay nha? Chia tay đó. Là mảnh ai nó ở gì? Cái lý do nào mà chia tay vậy? Em nghĩ là do bởi vì tính nết của hai đứa em rất là khác nhau. Phải không? Hay còn lý do nào khác? Tại vì em mập. Là sao? Tự nhiên mập liên quan đến chuyện chia tay. Thì tại vì hồi đó là lúc mà mới quen nhau, cái khoảng thời gian đó em rất là mập, em 70kg lận. Cho nên mà ảnh thì ảnh cũng 70kg luôn. Một nam một nữ mà bằng ký nhau vậy là nó rất là nhìn hai đứa nó cứ chênh lệch sao á, mà nó không liên quan. Nó phải có một cái tác động gì đó. Bạn bè của ảnh thì là đa số là dân thể thao rồi bóng rổ, gymmer nọ này kia. Cho nên khi mà thấy ảnh quen một người mập như vậy á là sẽ phản đối. Thì cái em nhớ là cái hôm đó là khoảng thời gian đó em bán quần áo, cái rồi sáng em chồng em chất đồ lên xe cho em đi bán bình thường vui vẻ. Tự nhiên cái tối hôm đó em nói là anh ơi, nay em khách về trễ quá, thôi em ngủ lại nhà ba nha. Cái tự nhiên hai đứa cãi lộn. Vậy tự nhiên cái kiếm chuyện sừng sồ lên cãi lộn. Đứa nào kiếm chuyện trước? Ông này. Sao kiếm chuyện với ta vậy? Cái đó không phải là kiếm chuyện mà là do hồi lúc mà ở chung với em á,
thì Ti kiểu tính hơi càm ràm. Mà cứ càm ràm hoài, mình đâu phải chịu một ngày mình nghĩ nó xong rồi, mà cứ dầm ngày này qua ngày nọ. Đó, cho nên kiểu cứ càm ràm nhiều á, cho nên là em rồi anh hiểu rồi. Nhưng mà tại sao vợ em lại nói là chia tay là vì lý do mập? Tại bởi vì ngay tại thời điểm đó vậy em cứ nghĩ là mập cho nên chia tay thôi, chứ vậy em không nghĩ là những thời gian trước đó là vậy em lại em khó chịu rồi. Em cứ nghĩ là do bạn bè của anh tác động vô cho nên là khiến cho hai đứa giận dỗi. Rồi em nghĩ là do cái tối hôm đó ảnh đi gặp bạn bè cho nên là thấy em mập, rồi bạn bè khuyên ngăn vô ngăn cản. Tại vì ngay từ lúc đầu quen nhau mà đến khi mà gặp bạn bè ảnh xong là bạn bè anh đã phản đối rồi. Đã nói là không có được, nó ra nó vô rồi đó. Dạ, đúng không? Cho nên ngay cái lúc đó là em cứ có cái suy nghĩ đó, thành ra là thôi chia tay luôn. Lúc đó là cãi nhau xong rồi, cái lúc đó là tầm 1 giờ sáng. Cái em tức mình quá, em nói là thôi xách ba bố về nhà chồng, dọn đồ về nhà mình liền ngay trong đêm á, làm liền cái tức khách luôn. Là em mấy cái bao mà em đựng quần áo đi bán á, em đổ hết quần áo bán, em xách cái bao không chạy về để dọn đồ. Cái rồi cái em nhìn cái trên màn hình của máy tính trên phòng của chồng em á, cái có tin nhắn của bạn là đã vui vẻ quá, mai đi ăn mừng đi nọ này kia, tụi nó chia tay nhau rồi. Xong cái điên nữa đúng không? Còn tức thêm nữa. Nhưng mà em kèm tân cơn tức đó lại, cái em không dọn đồ nữa. Em chạy xuống em ôm chồng kêu là thôi mình lên ngủ đi, em mệt rồi, coi như không có gì xảy ra hết. Rồi một tuần sau cái cãi nhau về cái vấn đề tiền bạc, rồi thêm bạn bè của anh nói ra nói vô. Rồi lúc đó mẹ em biết hai đứa sống chung vậy, mẹ em nói là sống chung mà không có cái tờ giấy gì hết, không có quyền lợi thêm này, sợ em thiệt thòi á. Cái em cũng làm áp lực ảnh thêm cái vấn đề đó, xong cho nên là quyết định dọn đi luôn. Đi luôn là nhờ có cái thằng cu này nhìn mặt nó xinh dễ sợ. Em xăm á mà nhìn như sống động dễ sợ ha, thần bây giờ vậy chị, giờ xăm sống động lắm. Nhờ nó mà coi như là hai đứa trở lại với nhau đó đúng không? Dạ, thì tụi em quay lại sau khi chia tay đó, lúc đó là quay lại một tháng sau đã quay lại rồi. Ảnh bắt chuyện trước cái quay lại với nhau rồi, mà cái ảnh nói là giờ quay lại quay nhau âm thầm nha, đừng cho ai biết hết, đừng cho bạn bè anh biết, đừng cho ba mẹ anh biết nọ này kia. Đó, cả thế giới thì biết của em thì biết em có bồ, còn cả thế giới của ảnh là không biết ảnh có bồ. Rồi bây giờ mối quan hệ của em với những người bạn của ảnh làm sao? Giờ thì cũng bình thường thôi. Giờ bình không thường. Giờ ta không chịu cũng cưới rồi. Dạ, xong hết rồi đúng không? rồi em chấp nhận âm thầm vậy hả? Dạ, rồi em cũng chấp nhận vậy. Được bao lâu? Được cỡ gần một năm. Một năm luôn, một năm mới công khai. Dạ, gần một năm. Rồi chắc một năm đó là chắc cũng đã dính có ông này rồi cho dạ là... chưa luôn. Trong vòng một năm đó thì cũng chưa vấn đề gì xảy ra hết. Xong rồi tới cái lúc mà em cảm thấy là không thể âm thầm được nữa, xung quanh ảnh bắt đầu có những mô cái vệ tinh khó chịu. Có những tia sáng khó chịu là em đòi công khai lại. Em nói bây giờ anh không công khai thì thôi em bye bye anh luôn. Không công khai thì bye bye. Dạ. Sau này cái ảnh công khai lại, công khai lại được đâu được 1 tháng cái tòi ra thằng nhỏ. Rồi, vậy là quá hiểu rồi nha. Rồi bây giờ đến cái phần kia đi, phần vui đi. Vui nhộn nha. Đó, bây giờ chị nói trước đi. Dạ. Sao Trí lấy nhau về mấy năm rồi? Năm 2 năm rồi. 2 năm rồi. Thì có những cái tật xấu nào của cô ấy nó lòi ra không? Nói về tật xấu của vợ em thì cũng chỉ biết nè, càm ràm vài cái càm ràm, đúng càm ràm cái nhất là càm ràm gì đoán đó. Cái thứ hai nữa là về vấn đề mà giờ giấc á, thì vợ em kiểu ví dụ như bạn bè hẹn là 6 giờ có mặt đi, thì em làm gì làm đúng 6 giờ em có mặt, nhưng vợ em là 6 rưỡi mới đi. Thì rồi cái nữa đó là vợ em giờ kiểu dây thun đó. Lê mê. Dây thun. Đúng không? Cái nữa là vợ em kiểu hơi cầu toàn trong mọi công việc quá, kiểu làm gì cũng muốn là tốt nhất đẹp nhất, mà khi mà muốn vậy thì nó sẽ tốn thời gian hơn, mình phải chuẩn bị trước đó. Dạ dạ đó. Thì đối với em ở thì em thấy chỉ có ba cái tính đó là em hơi khó chịu. Bây giờ còn make up đậm không? Make up giờ đỡ hồi đó rất nhiều rồi đó. Chứ đậm lắm á. Dạ. Hồi đó tao con nít mà đâu có con nít không có control được cái màu sắc đâu. Cứ thích là làm thôi à. Biết ngô nhà chị giờ chị biết mà. Ngộ lắm. Ủa, nhưng mà cô ấy có ghen không? Có, anh ghen lắm, ghen tới mức mà muốn kiểm soát thời gian của em luôn á. Ồ vậy hả? Dạ. Tại sao anh hỏi câu đó không? Tại vì nãy cũng có nói đó, nên khi phát hiện nó có rất là nhiều vệ tinh xung quanh chồng em. Ánh sáng có những tia, có những tia sáng không khó chịu á. Khó chịu cho nên nó không khai, cho nên anh mới hỏi em mấy câu đó. Dạ. Là tới bây giờ vẫn ghen. Tới giờ vẫn ghen anh. Lúc yêu có ghen không? Yêu ghen bạo lắm, tới giờ cưới rồi mới đỡ. Đỡ được chút thôi, đúng không? Dạ. Rồi bây giờ hỏi luôn nè, cái điều mà em mong muốn cổ thay đổi là cái điều gì trong mấy cái mà em vừa mới kể ra? Về mong muốn thì do là tính của em thì hơi ít nói, cho nên là em mong muốn vợ em kiểu bớt cái việc càm ràm đi. Bớt càm ràm phải không? Dạ. Cái thứ hai nữa là bớt sự lề mề thôi là được. Còn cái chuyện ghen của cổ có cái câu chuyện nào mà động trời không? Vui không? Động trời động đất ghen, không? Ghen động trời. Không, vui đó. Tụi em chỉ dừng lại ở mức mà ghen là cãi lộn.
và cãi lộn xong thì tính của em là kiểu xong rồi thôi, mình giảng hòa, mình về với nhau, mình không có gì nói tiếp kiểu vậy. Trước khi tới phần em khui thật xấu đó, thì em có thể kể một cái chi tiết nào mà em ghen nhiều, tại nãy em nói là thấy anh không nhớ rồi đó. Có cái lần ghen nào mà khiến em nhớ đời không? Mấy cái lần mà ảnh đi chơi đi bời rồi gặp những cái người hồi là hồi quen nhau lúc mà con em ở chung á. Có một cái lần mà ngồi ở quán cà phê nhỏ nhỏ gần nhà, cái có một cô bé là bồ của cái người bạn trong nhóm ảnh luôn. Cái tự nhiên cô bé đó trước khi gặp mặt em là em nghe chồng em kể là cô bé đã nghe nói về em rồi nên kia có ấn tượng về em các kiểu. Sao em kêu để thử gặp mặt coi làm sao. Cái lúc mà ra gặp mặt cái chào chị Thi vui vẻ lắm. Xong cái tự nhiên cô bé đó nhìn chồng em cái nói: "À anh Chí, hôm nào quay qua nhà vậy anh văn cho em nha." Rồi trong khi đó em ngồi trước mặt cô gái đó, ngồi kế bên chồng em mà tự nhiên cô gái đó nói vậy. Trời, em kiểu gì vậy trời, tự nhiên sao mà tự nhiên kỳ cục vậy đó. Xong rồi từ từ cái hôm đó về là em có ác cảm với cô gái đó luôn. Tới mãi sau này đôi lúc vô tình chồng em gặp lại cô gái đó là em sẽ chiến tranh lạnh với ổng. Ê nó nghe nè, ghen nhưng mà có hay lục cái kiểm soát mấy cái đời tư của em không, những cái trang cá nhân của em không? Hồi đó thì có kiểm soát. Nhưng mà tới bây giờ thì do là tụi em cưới nhau rồi, với lại em cũng chả có gì để mà giấu nữa. Cho nên là tụi em cũng chẳng gì để mà kiểm soát em nữa. Em có kiểm soát điện thoại của ổng không? Hôm nào mà có cái dịp gì đó vui vui á, ổng uống rượu uống bia xong cái ổng ngủ thì em coi thôi. Có phát hiện ra được điều gì không? Lâu lâu phát hiện là ổng xóa tin nhắn. Em có hỏi không? Dạ có. Rồi ổng trả lời sao? Anh không nhớ, anh không biết, không biết, không có gì hết. Cái gì vậy? Anh không có xóa, tưởng nó vậy. Facebook dạo này nó kỳ quá. Đổ thừa Facebook đúng không? Rồi nó nghe nè, có khi nào ngồi coi một cái phim ngắn hay là một cái clip nào đó rồi cái liên tưởng đến mình là nhân vật ở trong đó không? Hay là ảnh là nhân vật trong đó? Trời, vậy em bị bệnh luôn á. Sao, lâu lâu khẽ coi mấy cái drama trên Facebook nè, hay là mấy cái chích cảnh trong mấy cái phim nào có vụ đó. Thế là về em lại liên tưởng là em ABC gì đó bên ngoài nữa. Thế là phải hỏi anh ở đâu, anh đang làm gì, tối nay dạng cơm gì. Vậy là bị thêm cái tật gọi là tật suy diễn. Suy diễn dẫn đến ghen. Rồi giờ tới em đó, tật xấu của ông là gì? Lúc quen nhau thì lúc mà khoảng thời gian tụi em sống thử thì không, anh không có ngủ ngáy. Mà không hiểu sao tự nhiên cưới xong cái về ngủ ngáy. Ngủ ngáy mà tới nỗi mà con nó giật mình luôn. Hay do cơ địa, lúc đó ốm hay là sao? Em cũng chả rõ nữa, em hỏi ổng thì ổng bảo anh không biết. Tại ngủ lúc mà ngủ mình á, lúc mà chưa cưới đó, thật ra là chưa có ngon, ngủ chưa ngon. Giờ cưới xong mình đúng ngủ rồi. Đúng rồi. Không, nhưng mà lúc tụi em sống thử cũng không ngáy. Ngủ rất là êm luôn. Nếu vậy là do không phải, nếu vậy là do cơ địa rồi em ơi. Cái lúc đó thôi, cái đó là mình đừng xếp vô tật xấu, tại vì cái đó là người ta cũng không mong muốn điều đó, nhưng bây giờ phải chịu thôi. Đó. Rồi thêm một cái nữa là cái bàn làm việc của chồng em á, lúc nào cũng ngăn nắp sạch sẽ tươm tất, rất là gọn gàng luôn. Đâu rồi đó. Dạ. Nhưng ra khỏi khu vực bàn làm việc là tất cả bừa hết lên, tung tóe hết lên. Tức là ông chỉ quan tâm ở một cái khoảnh nhỏ của ông thôi. Dạ. Đúng không? Cái nơi mà ông gọi là, anh gọi là kiếm ra tiền là rất là tươm tất sạch sẽ. Bừa bộn cục bộ em ơi. Nhân dụng từ chính xác. Bừa bộn mà cục bộ. Dạ. Nhưng mà thôi kệ đi, miễn sao ông kiếm tiền được rồi, đúng không? Dạ. Rồi ông có ghen không? Đó. Có ghen không? Dạ có. Ông nói em ghen quá mà ông là. Cái gì là hai chồng ghen qua ghen lại. Dạ. Ghen sao? Hồi trước thì em đi đâu cũng dễ dàng thoải mái hết. Còn từ khi mà sau khi em sanh xong á, cái tự em giảm cân một cách tự nhiên luôn. Không tập gym không gì hết. Cái bắt đầu chồng em bắt đầu ghen nhiều hơn. Ghen... sao? Tại vì lúc đó nhìn thấy cũng như là người phọt đẹp, cái đầu có là ghen đúng không? Dạ. Xong rồi chồng em nói em mua đồ. Khi mà mình giảm cân rồi, cái niềm vui của phụ nữ mà giảm cân rồi là chỉ muốn mặc những bộ đồ mà mình từng ao ước mình sẽ mặc vào thôi. Tới là em mua đồ hở vai, hở này, hở nọ, váy ngắn các thứ. Lại bảo là em đi đâu, làm gì, đi làm mà ăn bận vậy đó hả? Đi chơi với bạn mà vậy đó hả? Đi ra đường cho trai nó dòm hay rồi. Rồi sao rồi? Chắc cất đồ luôn hả? Dạ xong rồi, cái sau này thì em muốn mua quần áo, em muốn mua cái gì là nếu mà em coi livestream á, em chụp màn hình lại, cái em báo cáo là em mua đồ này được không? Cái ok em mua được thì em được, em mua. Còn... phải hỏi ý kiến của ảnh. Dạ đúng rồi. Chứ không về mặt rồi càm ràm nó mệt lắm. Đúng không? Tới bây giờ vẫn vậy luôn. Là sau này là bắt đầu như vậy. Mới đây mới vậy chứ hồi lúc yêu là chưa. Dạ. Khi mà người ta bây giờ mới bắt đầu phọt đẹp. Phọt đẹp người ta mới mặc đồ hở. Thì bắt đầu mới ghen. Dạ. Cũng thuận theo tự nhiên mà em. Đâu có gì trái tự nhiên đâu. Rồi giờ mong muốn Trí thay đổi điều gì thì?
Em nghĩ là chồng em không cần phải thay đổi nhiều đâu, chỉ có mấy cái mà đừng có, sao ta, em không có diễn tả sao hết, nhưng mà đôi lúc chồng em cứ lầm quá mọi thứ lên, kiểu như là tự biên tự diễn xong rồi tự đau lòng. Tự biên tự diễn tự đau lòng. Dạ, cứ tự trách bản thân mình này nọ này kia, nhiều khi giống như hoàn cảnh dịch bệnh này nọ này kia kẹt khó khăn, anh cũng tự trách bản thân mình, cái gì cũng tự trách mình hết á. Em muốn ảnh đừng có tự trách nhà mình như vậy. Có gì cứ nói chuyện với vợ, chia sẻ vợ đúng không? Dạ. Tức là sao, giống như một có một cái sự cố gì ở trong nhà hay là cái gì á, là tự cho là lỗi của bản thân hả? Dạ. Ví dụ đâu, ví dụ cụ thể coi chưa hiểu à nha. Dạ, giống như dịch bệnh như vậy nè, khó khăn nọ này kia, xong rồi cái kẹt tiền rồi gì đó đó, tại vì cả hai người đều mất việc, xong rồi cái chồng em lại tự trách bản thân là tại vì anh thế này, tại vì anh không đủ khả năng thế này, không đủ khả năng thế kia, anh buồn, anh rầu, tại vì anh kiếm ít tiền cho nên vợ con anh mới như vậy, cho tự trách tự đau buồn. Hiểu rồi, nghe mình cũng thấy đau lòng đúng không? Dạ. Xong em nói là thì thôi giờ tình hình chung mà ai chào cũng vậy thì thôi kệ đi anh ơi, sau này mình làm lại mới hồi. Là mong muốn ổng, cứ mong muốn ổng là cái đó đó phải không? Dạ. Là đừng có tự nhận và nhận lỗi của bản thân mình vô bản thân mình nữa. Em may mắn em gặp cô này cũng còn động viên em, chứ gặp bà vợ và bà cũng bi lụy nữa, chắc nữa hai vợ chồng ngồi than á. Ngồi than, thằng nhỏ 2 tuổi ngồi đây ngồi nghe, lỗi của ba, lỗi của mẹ, lỗi của mẹ, thằng nhỏ bí luôn. Rồi nói chung là sao ta, hai đứa đều có một cái một cái cần phải sửa, là giống như là vợ em mong muốn em điều đó là đúng á, biết sao cái dịch bệnh á nó ngộ lắm. Nó tấn công những người mà hay có những cái suy nghĩ mà bi quan á. Hơi tiêu cực không? đúng cho nên mình đừng có thèm suy nghĩ bi quan, vậy nó là cả thế giới rồi chứ không phải là riêng gì đất nước mình. Cho nên cứ vô tư đi, cứ vui vẻ đi, kệ nó, coi như sống chung với lũ đi, thì tự động mình đừng nghĩ tới nó, quên nó đi. Đó, mọi thứ luôn chứ không phải riêng về dịch bệnh hay là cái gì. Công việc cũng vậy, nhiều khi không có tiền cũng vậy, các thứ này bỏ đi nha, đừng có suy nghĩ nữa. Dạ em rõ rồi. Đó. Còn em á thì cái vụ ghen, cái gì của mình là của mình, đúng không? Cái gì của mình nó sẽ là của mình, không thể nào của người khác được. Tại vì em cứ sợ cứ mấy cái drama trên Facebook á, cái clip ngắn á, người ta cứ kiểu là chồng bỏ vợ bỏ con, xong mấy cái em ngồi em suy nghĩ đó, tiêu cực đó. Bởi vì cũng tiêu cực nữa đó, hai đứa đều bị tiêu cực cái đó, bỏ, không có suy nghĩ cái gì. Chị đã nói cái gì của mình nó sẽ là của mình. Bởi vì thôi cũng né coi phim bộ Hàn Quốc đi, vậy không á, thấy ông đàn ông nào cũng ngoại tình hết trơn trọi mà đủ thứ để ngoại tình luôn á, riết cái mình bị lậm á, đừng có coi. Nhưng mà mình coi với một nhưng cái tâm lý nhưng mà đôi đó. Lúc á cái chồng em đổi á, chồng em kêu là thôi em coi phim tình cảm nhẹ nhàng sâu lắng xíu đi, cái em cũng coi, xong cái em thấy cũng vợ thấy chồng nữa. Vợ chồng người ta vui vẻ, người ta cũng hạnh phúc, chồng lãng mạn ở này kia, cái em lại tủi thân. Trời, em mua tài khoản Netflix cho để coi phim khác nhưng mà trời vẫn ơi, lửa đó. Coi trời con mực đi. Dạ, coi cái đó là tụi em mới coi 2-3 lần cái phim đó. Rồi thôi, nói chung là bớt lại, cứ suy nghĩ những cái gì đó tích cực là tích cực, coi những cái phim vui đó, coi những cái tính nhỏ hàng xíu à. Suy nghĩ ba cái đó làm gì cho nó mệt. Còn bực quá đó, giở cái tay lên nhìn vô mặt ổng là phải vui liền. Đó, ổng kìa. Nghe, rồi cảm ơn hai em đã đến với chương trình nha. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta đến với phần rất là hấp dẫn. Ừ. Dạ. Dạ.